Đăng quang ngôi vị cao nhất của Việt Nam Idol, nhưng đã 4 tháng nay, chàng trai dân tộc Chu Gia Suy dường như mất hút. Người ta chẳng biết Gia Suy đang làm gì, ở đâu, bởi anh hầu như vắng bóng trên các sân khấu ca nhạc lớn và chưa có sản phẩm âm nhạc nào hậu Idol. Mình cũng có bình chọn cho Gia Suy cán quân, nhưng mà sau đó thì mình cảm thấy anh ấy không có những cái sản phẩm cũng như là không thấy sự xuất hiện dày đặc trên các phương tiện, mình thấy rất hơi thất vọng về điều đó. Tôi mong muốn là những ca sĩ trẻ triển vọng sẽ có những sản phẩm âm nhạc chất lượng, nhưng dường như là cái số lượng nó rất là hiếm hoi. Mỗi khi kết thúc một cuộc thi thì cái hình ảnh mà ca sĩ mà mình muốn nhìn thấy tiếp theo phải là một hình ảnh trưởng thành hơn và nó chín chắn hơn trong cái dòng nhạc mà họ đã theo đuổi. Các gương mặt trưởng thành từ các cuộc thi âm nhạc những năm trước như Phương Vi, Quốc Thiên, Duy Khoa, Anh Khoa cũng rất chật vật trong việc duy trì tên tuổi của mình trong làng nhạc Việt. Rõ ràng, cùng với sự bùng nổ các cuộc thi ca hát, các show truyền hình thực tế là sự xuất hiện ngày càng nhiều các ca sĩ trẻ. Tuy nhiên, trên thực tế, chúng ta lại đang thừa tài năng ca hát, thiếu ca sĩ thực thụ. Những cuộc thi có thể đưa các giọng ca trẻ lên đỉnh cao của sự nổi tiếng một cách nhanh chóng, trong khi họ chưa đủ bản lĩnh và tài năng thực sự. Thành công đến quá sớm sẽ khiến họ tự bằng lòng với bản thân, mà quên đi việc phải làm sao để tiếp tục chinh phục được khán giả bằng hoạt động nghệ thuật đích thực. Cho nên, sau thời khắc tỏa sáng ngắn ngủi, có mấy người thực sự trụ vững và tạo được vị trí nhất định trong làng nhạc Việt. Giờ đây, rất khó để có thể tìm thấy những tài năng thực sự như thời của Mỹ Linh, Hà Trần, Thanh Lam, Hồng Nhung. Bởi ngày đó, sự nổi tiếng đến với họ không hề dễ dàng. Cái việc một ca sĩ nổi tiếng nhanh rồi xuống nhanh thì nó cũng là điều dễ hiểu. Thành ra là chúng tôi rất may mắn là bởi vì chúng tôi là sinh ra ở cái thế hệ trước, chúng tôi có cơ hội để tỏa sáng. Và chúng tôi có cái sức bền là bởi vì cái thời đó mọi thứ nó không nhanh như bây giờ. Tuy nhiên, cũng phải nhìn nhận một cách khách quan rằng để có thể tồn tại trong nền công nghiệp giải trí hiện nay sẽ rất khó khăn nếu như các giọng ca trẻ không có được một ekip hỗ trợ hùng hậu, không chọn được hướng đi đúng đắn ngay từ những bước đầu tiên. Có những ca sĩ là cũng có thể họ cũng có những cá tính và họ cũng muốn định hình cái phong cách cá tính, nhưng họ ấy đôi khi họ bị nao đúng giữa những cái showbiz nó có quá nhiều những cái khác gọi là những cái giá trị ảo, hoặc là họ ấy chưa có kinh tế, chưa có những cái ekip của mình, cái bệ phóng thực sự cho mình. Tôi không tin rằng một tài năng thì không cần đến truyền thông, một tài năng thì không cần đến công nghệ lăng xê mà có thể nổi tiếng được ở trong thời điểm này. Bởi vì bây giờ chúng ta biết rằng đây là thời đại của công nghệ, nó không phải là công nghệ lăng xê mà là còn là công nghệ số, công nghệ truyền hình đa phương tiện. Mọi thứ nó phải được tiếp cận và nó đòi hỏi sự đồng bộ của rất là nhiều những cái khâu. Vậy sau cuộc thi, các ca sĩ trẻ cần phải làm gì? Đó là có chiến lược rõ ràng, có sức bền và cá tính riêng biệt, được thể hiện bằng các sản phẩm âm nhạc chất lượng. Trong số những gương mặt trưởng thành từ các cuộc thi, có lẽ thành công nhất vẫn là Tùng Dương, quán quân Sao Mai Điểm Hẹn năm 2004. Dù theo đuổi dòng nhạc kén người nghe, nhưng với cá tính âm nhạc riêng biệt và lao động nghệ thuật bền bỉ, anh vẫn liên tiếp nhận được nhiều giải thưởng âm nhạc uy tín, khẳng định thương hiệu và đẳng cấp trong suốt nhiều năm qua. Quyên Linh, Văn Mai Hương, Hương Tràm, Hoàng Quyên, Thanh Tâm cũng là những điểm sáng hiếm hoi mà khán giả có thể gửi chọn niềm tin. Sau các cuộc thi, họ đang từng bước khẳng định vị trí của mình bằng những sản phẩm âm nhạc chất lượng và hoạt động nghệ thuật chuyên nghiệp. Họ không hề ngủ quên trên chiến thắng. Sau cái cuộc thi ấy, thì cái hiệu ứng nó sẽ giảm đi, và muốn để hâm nóng lại thì chỉ có cách là các bạn phải rất là đam mê, các bạn phải có những cái dự án, các chiến lược mà các bạn phải làm ngay, phải làm ngay. Chứ nếu các bạn như kiểu như là hài lòng với cái kết quả, hoặc là các bạn quá ngủ quên trên chiến thắng thì khán giả sẽ quên, và sau khi mà cái nó đã nguội rồi thì lấy lại cảm xúc rất là khó. Vấn đề quan trọng nhất đó chính là hậu cuộc thi bạn sẽ làm gì, bạn làm như thế nào để bạn chứng tỏ được bản thân. Có thể họ sẽ nổi tiếng rất nhanh trên các chương trình truyền hình, nhưng nếu mà họ muốn đi xa thì rõ ràng là cái thời gian mà để họ đầu tư vào cái kiến thức cũng như là cái sự học hỏi là rất là cần thiết.
Bởi vì nếu họ thiếu tất cả những sự học hỏi đấy thì họ sẽ không đi xa được nữa. Đối với những người làm nghệ thuật lâu dài thì cuộc thi chỉ là một trong những điểm đã đi qua. Sau khi bạn bước ra khỏi cuộc thi thì tất cả mới sẽ là bắt đầu. Quyên đã chuẩn bị cho mình những cái bước đi và cũng như những cái gì hợp với mình nhất, để là sau khi sau này khán giả nhớ đến mình với những hình ảnh như thế nào và khi mình nhìn lại mình đã làm được những gì. Theo chồng nghĩ rằng sau một cuộc thi thì cái điều mà một cái thí sinh cuộc thi sau này bước ra cuộc thi được gọi là ca sĩ rồi thì tất nhiên là phải phấn đấu hết mình với nghề này để làm sao chứng minh được. Như ông Tràm đang nỗ lực chứng minh được cái giải thưởng âm nhạc của The Voice. Nổi tiếng cũng phải là mục tiêu quan trọng nhất, mà người nghệ sĩ làm được gì cho nghệ thuật, làm được gì cho công chúng, đấy mới là cái quan trọng. Chinh phục công chúng bằng âm nhạc đích thực, đó là nghĩa vụ, là trách nhiệm của các ca sĩ trẻ. Đó là cách duy nhất để họ đền đáp lại sự ủng hộ của các khán giả đã từng theo dõi, cầm máy nhắn tin bình chọn để họ có thể giành chiến thắng trong các cuộc thi. Nếu họ làm tốt, ắt sẽ có sức sống lâu bền trong lòng khán giả. Còn nếu không, sẽ bị đào thải một cách nhanh chóng trong nền công nghiệp giải trí khắc nghiệt hiện nay. Dẫu biết rằng cần cho họ thời gian, nhưng cũng đừng để khán giả chờ quá lâu.